vâng và hành trình bạn dặm thì được bắt đầu bằng những bước đi đầu tiên và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh của mình mình là thành it đây <laughs> hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chuyên mục hướng dẫn về lập trình siêu cộng cơ bản của mình Uh, trong bài hôm nay thì uh, mình sẽ giới thiệu các bạn cách để chúng ta có thể tải được cái IDE chúng ta code cái sự cộng ở trên đó. Thì IDE các bạn hiểu nôm na đó là một cái môi trường để chúng ta tiến hành lập trình thôi. Đấy rất đơn giản. Nó là viết tắt của cái uh, integrate development này, environment. Đấy, environment thì nó là môi trường các bạn hiểu đúng không? Development là nhà phát triển. Uh, phát triển. Đấy. Thì uh, các bạn cứ hiểu nôm na là để chúng ta code trên đó, lập trình trên đó. Đấy và có hai cái mình muốn giới thiệu hai DM mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là một là Visual Studio 2019 và thứ hai là đẹp xịu cộng thì các bạn nào thích cái sự gọn nhẹ chúng ta có thể là tải đẹp xịu cộng Đấy, về nhấn vào download và tiến hành cài đặt rất nhanh. À, còn nếu bạn nào muốn tích hợp thêm nhiều thứ sau này các bạn có thể tận dụng để uh, lập trình game, rồi là lập trình về web, lập trình C++, thì chúng ta có thể là cài luôn Visual Studio, bản Community thì nó sẽ không có phí, không có phí và các bạn được dùng free nhé. À, và các bạn cần phải tiến hành đăng nhập vào cái Visual Studio này thì chúng ta sẽ được free. Ngoài ra thì còn một cái nữa đó là Visual Studio Code cũng được, các bạn cũng có thể là cài để chúng ta code Xịm cộng, cái này cũng nhẹ, code xịm cộng Python được hết. Rồi. Đấy, thì mình hôm nay thì mình sẽ chính hướng dẫn chính đó là cài Visual Studio 2019 bản community nhá. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ nhấn vào cái free download này. Và nó sẽ tiến hành tải cho các bạn một cái file về. Mạng lag quá anh em ạ, buổi tối là mạng lag lắm. Chán ơi. Đấy. Rất nhanh đúng không ạ? Cái file này nó là file cài đặt online thôi. Các bạn kích vào mở lên. À, thông thường thì nó sẽ bắt các bạn là đợi và chúng ta sẽ download tiếp cái packet, các cái um, gói cài đặt của nó thì uh, bây giờ tôi uh, các bạn sẽ đợi một lúc nhé OK và nếu như mà cái Visual Studio nó có bắt các bạn là tiến hành reset lại thì chúng ta cứ reset lại máy đi nhá và các bạn hãy gõ vào đây, đây Visual Installer nhá đây đây là cái mà mình đã cài rồi Installer này các bạn vào installer này thì sẽ thấy đó là Visual Studio 2019 đã được cài đặt đấy Các bạn lưu ý là Chúng ta cần phải cài thêm các cái package cần thiết Để có thể là cốt được siêu cộng nhé đấy, Thì các bạn hãy vào cái phần gọi là phần modify này <laughs> Chúng ta chọn những cái package cần thiết đấy, Mình sẽ giải thích sơ qua một vài cái package nhé ờ, Ở đây có ISP.NET Có nghĩa là cái package để các bạn để là cốt Uh, web, bạn lập trình web thì các bạn có thể là là cài azure là thì mình cũng không biết này, node js cũng liên quan đến uh, web, Đấy. python, python, cốt cả python này desktop, mobile này, đây thì các bạn có thể là các cái ứng dụng ứng dụng trên uh, desktop và mobile ví dụ như ứng dụng quản lý chẳng hạn đấy thì quản lý cái gì đấy thì có thể vào .net desktop development này code này cái uh, desktop development ui này thì các bạn hãy tích vào và các bạn tích vào cho mình nhé bởi vì chúng ta đang uh, tiến hành là học sự cộng mà đấy, các bạn tích vào đây rồi um, mấy cái này thì mình không rõ so lắm mobile development chắc là cái này uh, để xây dựng các ứng dụng mobile ios android đây ok cái game này thì các bạn có thể là nếu bạn nào code unity sử dụng unity thì chúng ta có thể là cài thêm cái này để chúng ta code csap unity bạn nào sử dụng unreal code cộng thì chúng ta có thể dùng cái này Đấy, cài thêm khi mà bạn tích vào một dấu v này thì nó sẽ có cái modify modify hoặc là các bạn nhấn vào cái install while downloading này cũng được đây mình sẽ thử nhá, nhấn vào. À đây cái lựa chọn thôi. Các bạn có thể lựa chọn là cài đặt trong khi mà tiến hành download, download hoặc là download tất cả xong rồi tiến hành cài đặt. Đấy tùy các bạn, chúng ta có hai lựa chọn và chúng ta nhấn vào modify thì nó sẽ tiến hành cài. Có 69 mê thôi à? Nhẹ nhàng Ô ui dù, ui. Cái này cài thêm cả UT này. Đây các bạn tự ý là nó sẽ cài thêm option là UT bảo sao nặng thế máy mình không có UD thì phải đây có tool set cái gì data các lục đây này rồi cái mấy cái này thì mình không rõ lắm ok và các bạn hãy nhớ là tích vào Desktop development with siêu cộng ok cho đi hành modify rồi và úi trời ơi âm 4,7 g bỏ đi tức là mình tiến uh, hành gỡ cài đặt đấy OK và sau khi cài được các kit cần thiết rồi thì các bạn sẽ mở được cái Visual Studio của chúng ta lên. Cắt cái này đi. Ta sẽ chọn là Launch hoặc là nó xuất hiện, xuất hiện ngay ở trên cái cái thanh Start này này. Các bạn có thể gõ Visual này nó ra luôn. Rồi chúng ta có thể chọn là đây. Đây là cái project mình đã tạo rồi. Còn nếu như bắt đầu ấy thì chúng ta sẽ tạo cái create a new project ở đây thì cái phần này ở video lần sau mình sẽ hướng dẫn nhá video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn là cài đặt IDE thôi cài đặt package cần thiết ngoài ra còn một cái IDE nữa các bạn có thể sử dụng đó là đẹp xịu cậu các bạn có thể lên trang này thì nó ghi là a free portable fast and simple đây thì các bạn lưu ý là cái này nó sẽ nhanh và đơn giản hơn là chúng ta cài Visual Studio này Tuy nhiên là video video này sẽ giúp các bạn là sau này chúng ta có thể học thêm các cái thứ khác. Đấy. Còn Fc cộng cộng này thì sẽ giúp chúng ta là bạn nào máy mà nó không được khỏe cho lắm ấy, thì chúng ta có thể là cài cái này nó tối ưu hơn này nó nhanh hơn này đấy. nó 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 tiện ích hơn đấy. thì mình đang tiến hành cài đặt đây đang tiến hành tải về đây mà nó lâu quá anh em ạ thì chắc là các bạn chỉ việc um, xong thì các bạn chỉ việc là nhấn vào next next và cài thôi không có gì cả cái này thì đơn giản chủ yếu là 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 cái Visual Studio này nó hơi uh, lành nhằng chút ở cái phần package đấy thì uh, đấy là toàn bộ cái hướng dẫn của mình à quên mất bạn lưu ý là nếu mà nó bắt các bạn ấy tiến hành đăng nhập vào cái Visual Studio này thì các bạn hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nhé mình thì cũng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft là được thôi và chúng ta sẽ được free đấy free sử dụng ngon ngành cành đào luôn rồi thì hẹn gặp các bạn ở video lần sau và video này đến đây hết thôi see you again bye bye